chào tất cả các con. Hôm nay cô Huệ lại có một thí nghiệm khám phá khoa học nữa đấy. Chúng mình có muốn khám phá cùng cô không nào? Vậy bây giờ chúng mình cùng quan sát lên đây nhá. Cô đã chuẩn bị đồ để chúng mình khám phá khoa học này rồi đấy. Làm thí nghiệm khám phá khoa học chúng mình ạ. Cô chuẩn bị đó là một chai nước tĩnh thiên này, có hai cốc nước ghi số 1 và số 2. Cô chuẩn bị thêm hai quả trứng và một bát có đựng muối này, và một cái thìa. Bên cạnh đó là một cái khăn đấy chúng mình ạ. Để làm được cái thí nghiệm khám phá khoa học này, chúng mình hãy cùng quan sát xem cô sẽ làm như thế nào nhá. Đầu tiên này, cô sẽ mở chai nước tĩnh thiên ra. Cô rót đều vào cốc nước thứ nhất. Khi cô rót này sẽ không làm rơi nước ra ngoài. Bây giờ cô rót vào cốc nước thứ hai. Sau khi cô đã rót xong cốc nước rồi, cô sẽ nắp cái chai nước này lại. Tiếp theo này, cô Huệ sẽ làm gì chúng mình cùng quan sát nhé. Cốc số 1 này cô giáo sẽ để riêng ra bên cạnh. Còn cốc thứ hai này cô sẽ lấy lại gần mình hơn. Và cô sẽ dùng 3 thìa muối đấy chúng mình ạ. Cô sẽ dùng 3 thìa muối cho vào cốc nước số 2. Cả lớp đến cùng cô nào. 1, 2, 3. Vậy là mấy thìa muối cả lớp? 3. Sau khi cô cho 3 thìa muối vào cốc nước rồi, cô giáo sẽ khuấy đều lên. Cô giáo khuấy đều cái hạt muối ở trong cốc nước số 2 này, cho muối tan trong cốc đi các bạn ạ. Chúng mình cùng quan sát lên đây nhá. Để ý xem là muối đã tan hết chưa nhá. Khi cô khuấy đều, cô sẽ khuấy đều tay này, sẽ không làm nước mà bị bắn ra ngoài các bạn ạ. Chúng mình quan sát xem là muối đã tan hết chưa nhỉ cả lớp. Sau khi đã tan rồi này, cô sẽ bỏ thìa ra. Cô sẽ lấy cốc thứ nhất này đặt cạnh cốc nước số 2. Bây giờ chúng mình cùng quan sát xem đây là quả gì cả lớp. Đây là quả trứng này. Cô sẽ lấy quả trứng thứ nhất để vào cốc nước số 1. Cô thả nhẹ nhàng cho chúng mình ạ. Bây giờ chúng mình cùng quan sát tiếp theo, đó là cô giáo lại lấy quả trứng thứ hai cho vào cốc nước số 2, có chứa gì cả lớp biết không nhỉ? Có nước muối đúng không nào? Bây giờ chúng mình quan sát xem hai cốc nước của cô số 1 và số 2 có khác nhau không nào? Vậy cốc nước số 1 thì quả trứng ở đâu nhỉ? Quả trứng thì chìm ở dưới đáy cốc đúng không nào? Vì đó là cốc nước tinh khiết. Còn cốc nước ở số 2 thì có gì cả lớp nhớ chưa? Có muối đúng không nhỉ? Quả trứng sẽ gì? Sẽ nổi trên bề mặt của nước đúng không nào? Vậy các bạn có biết vì sao một quả trứng thì chìm và vì sao quả trứng lại nổi không? Quả trứng chìm đó là mật độ phân tử của nước này lớn hơn nên quả trứng sẽ chìm xuống dưới đáy cốc. Còn quả trứng ở cốc nước số 2 này, cô phải cho muối vào ấy thì mật độ phân tử của nước nó nhỏ hơn nên quả trứng nó nổi lên chúng mình ạ. Vậy bây giờ chúng mình có muốn làm thí nghiệm cùng cô không nào? Đây chính là thí nghiệm khoa học gặp nổi gặp chìm, chúng mình thích không? Vậy chúng mình sẵn sàng.